xin chào các em à, hôm nay chúng ta lại tiếp tục à, bàn về vấn đề không gian vector à, tuy nhiên rằng là cái nội dung mà chúng ta nghiên cứu hôm nay nó lại liên quan đến cái kỹ thuật biến đổi cơ sở của không gian vector Rn có nghĩa là với một cái không gian vector cho trước về mặt ý tưởng á, là không gian cho trước thì không gian vector Rn cho trước thì À, nó có thể có nhiều cái cơ sở trong đó và như cái phần tiết học hôm trước thì chúng ta biết rằng là một cái vector đấy thì bao giờ nó cũng cũng có cái tọa độ của nó đối với cái cơ sở tương ứng như vậy nếu như có nhiều cái cơ sở cho trước đó, thì 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 mỗi cái vector nó có thể có nhiều cái tọa độ khác nhau tương ứng với mỗi cái cơ sở đó thế thì bây giờ giữa hai cái cơ sở với nhau nó có cái kỹ thuật nào để giúp chúng ta biến đổi cái tọa độ từ cái cơ sở này qua cơ sở khác hay không đây. Thế thì nội dung bài học chúng ta sẽ bàn kỹ về cái vấn đề này. Thứ nhất là chúng ta bàn về một cái ma trận rất là quan trọng đó là cái ma trận chuyển cơ sở. Thì để xây dựng ma trận chuyển cơ sở thì các em phải hiểu như thế này, cách thức và kỹ thuật để xây dựng một cái ma trận chuyển cơ sở ta làm như sau. Giả sử như trong không gian vector V ta có hai cái cơ sở A và A e phải. Thế thì lúc này do A nó là cơ sở cho nên mỗi cái vectơ A e phải trong mỗi cái vector e phải này, này trong cái cơ sở E phải này nó lại biểu thị tiến tính được qua các cái vector của E. và các cái giá trị biểu thị đó nó sẽ tạo thành một cái tọa độ đấy giả sử như rằng là cái E phải một này tọa độ của nó đối với cơ sở E này nó chính là a 11 a 21 một vân vân a 1 một và ta sắp nó thành một cái cột như thế này và tương tự như vậy ta sẽ đi tìm tọa độ của E phải n này, này đối với cái cơ sở E này thì ta được cái vector này sau đó ta lấy các cái tọa độ của các cái vector e phải này, ta ghép nó thành, ta ghép nó, các cái cột lại với nhau thì ta thành một cái ma trận cấp n như thế này. Đây ví dụ như là cái tọa độ của ai phải đối với cơ sở e thì cái cột đầu tiên của cái ma trận này chính là cái à, cái vector cái tọa độ của cái vector e phải 1 và tương tự như vậy, à, cái cột thứ n này nó chính là tọa độ của cái vector e phải n và các ma trận mà được tạo ra như thế này nè nó được gọi là ma trận chuyển từ cái cơ sở A sang cơ sở A phải đây gọi là ma trận chuyển cơ sở và à, người ta ký hiệu là A A mũi tên rồi E' phải chưa à, có nhiều sách khác nhau thì cái ký hiệu ở chỗ này nó khác nhau tuy nhiên khi ta ta viết như thế này thì ta tự hiểu à đây chính là một cái ma trận đổi cơ sở từ cơ sở A sang cơ sở A phải đây đó là ma trận chuyển cơ sở Thế thì các em lưu ý rằng là nếu một cái ma trận A là một ma trận chuyển từ cơ sở sang E sang cơ sở E phải đó thì ma trận A này này nó sẽ là một ma trận không suy biến và nó có một ma trận nghịch đảo là A 1 và ma trận A 1 nó là gì? Nó lại là ma trận được dùng để chuyển cơ sở ngược lại từ A e phải sang A. E. Đấy, như vậy các em lưu ý. Như vậy A 1 này nó lại là ma trận chuyển ngược cái cơ sở từ A e phải sang A. E. Đấy. Cái nội dung thứ hai đó là bằng về vấn đề biến đổi tọa độ của vector. Bây giờ ở đây người ta cho hai cái cơ sở A và E' phải của không gian vector V. Và vector X là một vector trong cái không gian vector V, nó có tọa độ đối với cơ sở A và cơ sở E' phải lần lượt như sau. Đây là tọa độ của cái vector X đối với cơ sở A và đây là tọa độ của vector X đối với cơ sở E' phải. Thế khi đó ta sẽ có ngay một cái công thức liên hệ giữa hai cái tọa độ này như sau đó là tọa độ của cái vector x đối với cơ sở E đó thì nó chính là bằng cái ma trận A đem nhân cho tọa độ của x đối với cơ sở E phải trong đó A là gì A là ma trận chuyển cơ sở từ E phải A sang E phải như vậy các em phải chú ý à, ta có ngay cái công thức như thế thế thì ngược lại thì sao ngược lại thì à, một cái ma trận A mà là ma trận chuyển cơ sở từ A sang A phải thì nó sẽ có cái ma trận nghịch đảo chính là cái ma trận mà nó chuyển cơ sở từ A phải sang A như vậy nếu ta nhân hai vế này cho A mũ trừ 1 thì ta được cái công thức tiếp theo như thế này đấy đó chính là cái công thức à, tọa độ của x đối với cơ sở A phải thì bằng A trừ 1 à, nhân cho tọa độ của x đối với cơ sở A trong đó A trừ 1 này chính là cái ma trận đổi cơ sở từ cơ sở A phải ngược về cơ sở A đấy đây là một công thức nó rất là quan trọng và các em phải nhớ cái công thức này để chúng ta giải bài tập đó, để giải bài tập được chưa nào ta lấy ví dụ như sau cho cái cơ sở của không gian vector R3 nó có hai cái cơ sở sau đây đó là cơ sở E và cơ sở E phải bây giờ cô A người ta yêu cầu tìm ma trận chuyển cơ sở từ E sang E phải và ngược lại à, cô B cho x thuộc vào cái R3 có tọa độ trong cơ sở A phải là 3, 4, 5. Bây giờ người ta yêu cầu tìm tọa độ của X trong cơ sở A. Rồi nha, bây giờ đầu tiên ta giải quyết từng câu 1. Để tìm cái ma trận chuyển cơ sở từ A sang A phải á, thì ta làm thế nào? Đầu tiên là ta đi tìm tọa độ của cái vector 0, 1, 1 này. Đối với cái cơ sở A trước. nè? Như vậy ta phải giải cái hệ phương trình sau đây. Đầu tiên ta cho cái 0 1 1 này biểu thị tiến tính qua các cái vector của A. Được chưa nào? Đấy, nghĩa là ta sẽ giải cái hệ phương trình sau đây. Cái uh, x giả sử như cái vector này nó sẽ là bằng x này. À, của vector thứ nhất này cộng y vector thứ hai này và cộng z vector thứ ba này như vậy ta được cái hệ phương trình đầu tiên đó là gì? x cộng y thì bằng 0. Rồi 2x trừ y cộng z thì bằng trừ 1 rồi không x cộng 2y cộng z thì bằng 1. Như vậy ta được cái hệ phương trình như thế. Đấy, và các em bấm máy tính thì nó ra được ngay cái nghiệm như thế này. Thì cái phần này ta bấm máy tính hết vì sao? Vì vì những cái hệ phương trình này chắc chắn nó là hệ phương trình Grama. Đấy, thì ta được ngay cái tọa độ của x à, của cái vectơ thứ nhất trong ai phải đó đối với cơ sở A thì nó là này, trừ 2/5, 2/5 và 1/5. Tiếp theo ta lại giải tiếp cái hệ phương trình ứng với cái 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 vector thứ hai trong e phải thì các em giải ra thì các em thế vào cái hệ này này chỉ cần thay đổi cái cột tự do đây là 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 thay vì không trừ một thay bằng 1 hai không thôi thì các em giải ra được cái hệ trình như thế này tương tự như thế cho cái vector thứ ba trong e phải thì tọa độ này và tiếp theo ta ghép ba cái cột này lại thì ta được cái mặt trận đủ cơ sở và cái mặt trận này chính là mặt trận đủ cơ sở từ a sang e phải cần tìm Thế câu B là gì? À, ở đây người ta cho cái tọa độ của vector x đối với cơ sở A thì nó sẽ bằng ma trận A nhân cho tọa độ của vector x đối với cơ sở A phải. Và theo như công thức khi nãy mà chúng ta viết ra đó thì nó sẽ bằng A nhân cái này và tính ra được đáp số là 19 phần 5, 26 phần 5 và trừ 12 phần 5. Ta sẽ đến với một cái ví dụ tiếp theo. Trong không gian vector R3 cho một cái ma trận A có cái dạng như thế này nó là ma trận đổi cơ sở từ một cơ sở u và sang một cái cơ sở v nào đó ta chưa biết và tọa độ của một cái vector x đối với cơ sở u nó chính là sáu năm bây giờ câu hỏi đặt ra là tìm tọa độ của cái vector x đối với cơ sở v thế thì các em để ý rằng là à, theo như công thức thì chúng ta có rằng là gì a là ma trận đổi cơ sở từ u sang v như vậy công thức này tọa độ của x đối với cơ sở u tọa độ của x mà đối với cơ sở u Đấy. thì nó chính là bằng ký ma trận đổi cơ sở a từ u sang v nhân với tọa độ của x đối với cơ sở gì đối với cơ sở v Đấy. x đối với cơ sở v. Thế bây giờ bài toán nó yêu cầu là tìm cái tìm cái tọa độ này tìm cái tọa độ này. Thế để tìm tọa độ này trong khi đó là cái này đề nó cho là 6 năm năm rồi này 6 5 5 rồi nè. 5 5. Đó, nó cho cái này rồi. Và cái mặt trận A này nó cũng cho luôn rồi. Như vậy để tìm cái cái tọa độ của cái cái vector x đối với cơ sở V thì ta giả sử ta gọi nó là ABCD thì ta thế vào trong cái phương trình này thì ta giải hệ là ta tìm được ngay. Hoặc các em có thể dùng ngay cái kỹ thuật tìm mặt trận nghịch đảo có nghĩa là ta tìm mặt trận nghịch đảo của a 1 một ta nhân vào hai vế của cái phương trình này thì ta rút ra được cái vector x À, tọa độ của vector x đối với cơ sở v đây nó có hai cái cách để đi làm như vậy ta áp dụng công thức nhá. bây giờ ta giả sử ta gọi tọa độ của x đối với cơ sở v là abc thì theo cái công thức uh, về phép biến đổi tọa độ đó thì ta có cái đẳng thức này nếu ta thay vào ta giải hiện trình thôi Đấy, ta, để, để ta, nhân vào nhé nhân cái ma trận này với cái vector cầu abc này ta có được cái hiện trình này và tới đây thì các em chỉ cần bấm máy tính là các em được biết ngay rằng là a bằng b bằng 3 và c bằng 2 Vậy ta kết luận tọa độ của x đối với cái cơ sở V à, nó sẽ là 3, 3 2 Đấy. Thế đây là một trong những cái à, cái cái bài toán mà nó khá là thú vị hoặc là nhiều cái bài toán mà nó gì nó lại cho cái à, cho luôn một cái tọa độ à, cho luôn các vectơ trong cơ sở V rồi nó bảo đi tìm cái cái cơ sở U này ra vân vân nó có nhiều cái dạng bài tập thì cái phần bài tập này nó khá là đa dạng các em có thể xem trong cái sách bài tập của chúng ta nội dung của cái bài học trong cái phần đủ cơ sở này thì đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài học sau